Em xin chào buổi tối đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực đường An Dương Vương, buổi tàu An Dương Vương và Trần Phú, thẳng hướng camera đó là con đường An Dương Vương, cũng là Thành Thái ngày xưa, đi thẳng về con đường Cộng Hòa cũng như là Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Bên cánh trái chúng ta đó là con đường Trần Phú, cũng là con đường Nguyễn Hoàng năm xưa, và đi thẳng thì mình sẽ đến ngã 6 Cộng Hòa. Và ở đây bán rất là nhiều chanh. Con đường Trần Phú là một trong những con đường rất là đặc biệt, nó có 3 đoạn, một đoạn thì bán rất nhiều chanh, một đoạn thì là rất nhiều chành xe, rất nhiều nhà xe đi về các tỉnh miền Tây, một đoạn thì rất nhiều nhà tang lễ. Và phía trước chúng ta đó là các quán nhậu cũng như các cửa hàng trang trí ô tô. Khu vực này được mình danh là khu vực xe hơi. Ban ngày thì làm xe rất là nhiều ha. Và theo hướng này đó chính là con đường Trần Phú và An Dương Vương. Đi thẳng này là đường Trần Phú Nguyễn Hoàng nè. Ngay đây vòng xoay nhỏ, vòng xoay Sư Vạn Hạnh với lại Trần Phú. Bên cánh phải là đường Sư Vạn Hạnh, và ở giữa Trần Phú và Sư Vạn Hạnh thì có đường An Dương Vương đến chợ An Đông. Chúng ta thấy con đường An Dương Vương ở đoạn chợ An Đông ngày nay thì rất là khác so với ngày xưa. Ở đây có rất là nhiều tiệm vàng. Và tối hôm nay thì em có việc đi làm về cũng hơi trễ, nên thành ra sẵn đây trên đường về chia sẻ anh chị bạn vài hình ảnh ở vòng vòng khu vực quận 5 Sài Gòn, để mình nhìn thấy được hình ảnh Sài Gòn về đêm sau cơn mưa như thế nào ha. Và chiều hôm nay Sài Gòn mưa rất là lớn, nhưng mà không có ngập. Hôm nay mưa nói chung là vừa phải, không đến nỗi nước tồn động nên không có ngập. Đó, hôm nay mình sẽ về cho anh chị đi ngang con đường Nguyễn Trãi ha, để xem phố thời trang sau cơn mưa thì như thế nào ha. Sài Gòn bây giờ gần 8 giờ tối. Những quán nhậu ở đây thì mình thấy sau cơn mưa thì có quán đông, quán vắng. Mình sẽ về đường Nguyễn Trãi, đi thẳng hướng Trần Phú này, mình sẽ quẹo trái. Bên đây là Windsor, khách sạn Windsor An Đông Plaza, kế bên chợ An Đông. Thường người ta nói Sài Gòn được mệnh danh là thành phố không ngủ. Thì hôm nào thử thực hiện cái clip mà lúc 3-4 giờ sáng như thế nào ha, coi giờ đó Sài Gòn có ngủ hay không. Mà cũng không biết Sài Gòn giờ đó người ta sinh hoạt như thế nào, ở ngoài đường ra làm sao. Thì có đôi ba lần em đi 3-4 giờ sáng, nhưng mà không có đi lòng vòng. Để hôm nào em đi thử, dẫn anh chị đi giống như buổi sáng mình đi tập thể dục vậy đó. Và đi thẳng hướng này là mình sẽ đi đến đường Nguyễn Tri Phương, rồi đường Hưng Đạo B, cũng như là đường Đồng Khánh ngày xưa. Ngay đây bên cánh phải chúng ta đó là đường Nguyễn Duy Dương, đi ra chợ Nhật Tảo, chợ Gia Bà Bầu ngày xưa đó. Rồi bên cánh trái của chúng ta sẽ có cái ngã rẽ để mình quẹo về đường Nguyễn Trãi. Bắt đầu chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Trãi, đi về hướng quận nhất ha. Để xem ngày hôm nay thì khu vực phố thời trang như thế nào. Có một vài sạp thì có một vài cửa hàng thì không còn nữa, có những công ty khác lại mọc lên.
áo cũng khác. Ồ, quá đều quần áo. Hồi đó có sóng nhạc, bây giờ có su su. Rất là lớn luôn. Rất là nhiều căn ở đây. Giống như cái thời điểm này, nếu mà ai còn duy trì được á thì sẽ làm thủ lĩnh. Ai nhỏ lẻ không duy trì nổi thì đổi nghề hoặc là đổi mặt bằng, đổi vị trí. Bọn ta đến đây là giao lộ Bùi Hữu Nghĩa, phố Vịnh Quay bên cánh phải nè, con đường Bùi Hữu Nghĩa về đêm cũng không đông lắm so với những ngày cúng kiến. Sài Gòn sau cơn mưa thì phố Nguyễn Trãi trở nên vắng vẻ hơn so với mọi ngày. Mấy ngày trước em đi thì tương đối là có khách, tại vì mưa tới khoảng 7 giờ hơn thì mới hết mưa. Bây giờ gần 8 giờ mưa, cái người ta làm biến đi mua sắm ở nhà luôn, nên thành ra lỡ cỡ chiều mưa. Như chúng ta thấy những anh chị bán ở lề đường nè, có người thì bán được, có người thì buồn hiu. Đây thấy bán quần jean, quần jean nam và nữ, bình quân thì khoảng 100-150 ngàn một cái quần, tương đương với 5 đô tới 10 đô. Đồ ở Việt Nam thì nói chung những đồ bình thường này thì rẻ lắm, đồ may sẵn này. Con đường Nguyễn Trãi này nối liền với đường Võ Tánh năm xưa, nằm ở khu vực công viên 23 tháng 9 ngay ngã năm Thái Bình. Khúc cái đoạn kia thì thời trang cao cấp hơn, ở đây thì thời trang bình dân. Ở đây thấy shop bán bánh nè, bánh ABC, ngày nay bán bánh trung thu rất là đông luôn. Thấy những cái xe bán quần áo thế này, nói chung gặp mưa là te tua luôn, không biết khuya 11, 12 giờ như thế nào ha, không biết giờ đó có bán được hay không. Cũng hy vọng là rồi sẽ bán được khúc chót, chứ đầu giờ là coi như là thua rồi, tại vì mưa đó. Và đây là giao lộ Lê Hồng Phong với lại Nguyễn Trãi. Nơi đây có nước sâm Lê Hồng Phong, ngay cái nhà xanh xanh nè. Kế bên thì có chợ Bảo Sen. Ngoài quần áo thì còn có giày dép, túi xách, đây dép đi trong nhà nè, 30 ngàn một đôi. Đây đồ mấy chục ngàn không à. Nói chung ở đây đồ rẻ, tiền nào của nấy thôi. Mấy ngày trước thì em thấy rất là đông ha, người ta đi lựa rất là nhiều. Hôm nay thì mưa nên não nề hơn. Buôn bán ở ngoài trời mà gặp mưa thì nói chung thất thu. Buôn bán mà bữa này bữa khác.
các shop đua nhau mở nhạc. À, tới đây là giao lộ Trần Bình Trọng với lại Nguyễn Trãi. Ở đây có một cái hẻm 51 mà lúc trước mấy bữa trước cũng có nhiều anh chị cũng comment, thì hôm nào em sẽ đi bộ vô anh chị xem rõ hơn ha. Ngay khu vực này có nhà hàng Thanh Trà, và ngày nay là Thế Giới Di Động. Bên cánh trái nè, màu vàng vàng nè, Thế Giới Di Động là nhà hàng Thanh Trà ngày xưa đó. Và kế bên đó thì có cái hẻm đi vô sân banh, sân vận động. Rồi tới tí thì có trường Bác Ái, cũng như là trường Đại học Sài Gòn. Đó, xe hơi này che rồi. Nhà hàng Thanh Trà ngày xưa đây. Rồi đây chúng ta sẽ đi vô hẻm, sẵn đây mình đi vô hẻm 51 ha, đi vô xíu rồi mình vòng trở ra để cô chú anh chị xem hẻm 51 buổi tối ngày hôm nay như thế nào. Đầu hẻm bán nón bảo hiểm. Ngày xưa ở đây có một cái nhà hàng nhà xưa, thềm xưa, nhưng mà ngày nay thì đóng cửa rồi. Ở số 53 Nguyễn Trãi. Đi tới tí thì có đường Nguyễn Biểu. Sẵn đây gửi anh chị cô chú mình khung cảnh buổi tối ở đầu hẻm 51. Rồi chúng ta sẽ đi vô hẻm 51. Hẻm này đi thẳng sẽ ra Phan Văn Trị, trường Ba Đình. Bên phải là 51-3, bên trái là 51-6. Đây có cái hẻm nữa nè, một nhánh hẻm của hẻm 51. Ngay đây có cái ngã tư để mình ra Nguyễn Trãi, ra Trần Bình Trọng hoặc là ra Nguyễn Biểu. Chúng ta sẽ ra Ba Đình luôn ha, ra Phan Văn Trị luôn. Mình sẽ vòng ra Nguyễn Biểu rồi đi tiếp Nguyễn Trãi mình về nhà. Đó. Ở bên cánh phải là trường Thánh Linh, ở cuối con đường. Không biết cô chú anh chị có hình dung ra khung cảnh này không? Rồi bên cánh trái chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Văn Cừ, cũng như Cộng Hòa ngày xưa. Rồi mình sẽ quẹo trái ở đây để mình đi ra chạy tiếp. Hôm nay về trễ mà còn dẫn anh chị đi vòng vòng. Với nhà thắc mắc, chị đang thắc mắc không biết hôm nay với Lâm TV đi đâu mà chưa về nữa. Nói chung dạo này tại vì công ty đang có một cái công trình lắp đặt phòng máy cho thuê ở trường học đó, nên thành ra em cũng hơi bận rộn ban ngày. Chỉ có buổi chiều về dẫn anh chị đi lang thang, đi lòng vòng, xem phố phường. Các bạn anh chị đó là trường Bác Ái ngày xưa và hôm nay là trường Đại học Sài Gòn. Mình sẽ quẹo phải, tiếp tục đi về quận nhất. Ở đây thì mình thấy bán rất là nhiều nón bảo hiểm nè. Không biết hẻm 51 đó cô chú anh chị có nhìn ra hay không? Và hẻm ngày nay thì chắc lẽ vẫn như ngày xưa thôi. Ở đó có một cái giao lộ, ở giao hẻm ngã tư. Nếu mình quẹo phải thì sẽ lên nhà thờ Chợ Quán, lên Trần Bình Trọng đó.
Và đây là giao lộ Nguyễn Trãi với lại Cộng Hòa cũng như là Nguyễn Văn Cừ. Thì tới tí nữa chúng ta có nhà hàng Hương Rừng. Có lẽ nhà hàng Hương Rừng ngày nay đã đổi chủ rồi. Thấy sửa sang từ lúc hôm bữa tới giờ. Hôm nay phong cách khác. Sau cái mùa dịch này thì có rất nhiều công ty, rất nhiều cửa hàng, rất nhiều nhà hàng, khách sạn phải nói lời chia tay. Đây là con đường Nguyễn Cảnh Trân đi vô cái chợ sở rác. Và chúng ta tới đây là một nơi rất quen thuộc với anh chị, đó là khu vực cà phê 343. Ngày nay thì dịch bệnh ở Sài Gòn nói chung cũng tạm ổn. Khu vực cà phê 343 nè, ta đi qua rồi. Bây giờ các nhà hàng, các quán ăn, các khách sạn đều là khách trong nước, nên giá cả thì có phần thấp hơn so với ngày trước. Những khách sạn 5 sao bây giờ giá cũng rất là rẻ rồi. Những nơi mà sang trọng cao cấp ngày trước là đa phần là khách nước ngoài, thì bây giờ thì đa phần là khách Việt Nam thôi. Việt Nam thì tính giá Việt Nam thôi, chứ Việt Nam đồng thôi, chứ tính giá USD thì người ta đâu có mua nổi, đâu có ăn chơi nổi. Nên thành ra chi phí sẽ, với nên doanh thu sẽ giảm xíu. Bù lại thì nhân lực sẽ giảm, chất lượng phục vụ sẽ giảm một chút. Thường thì tiền nào của nấy thôi. Và chúng ta tới đây là khu vực Đồng Tiến bên cánh trái. Ngày xưa có một cái siêu thị, nhưng mà ngày nay thì chuẩn bị xây lên một cái building rồi. Bên cánh phải là hẻm 245, khu Mã Lạng. Chúng ta sẽ đi tiếp một đoạn Nguyễn Trãi, phố thời trang cao cấp. Xem ngày nay như thế nào ha. Ồ, nay quán bar này mở lại rồi nè. Vừa bar, vừa cà phê, vừa quán nhậu luôn. Rất là lớn. Quán đó hình như là cũng trong giới đại gia, giới showbiz. Anh thấy toàn là xe hạng sang ghé đó không à. Porsche hay là BMW, Lexus, Mercedes được không ạ? Đây có cà phê Đà Đạp Phố, có lẽ chia tay luôn rồi. Ngay đây là khu vực Hội Dục Anh ngày xưa, và ngã năm Thái Bình, khu vực ngã năm Thái Bình, chợ Thái Bình. Bên cạnh phải chúng ta đó là khu vực chợ Thái Bình, đường Cống Quỳnh. Sẽ quẹo trái, bên cánh trái mình đi đường Võ Tánh ha. Khu vực nhà thờ Nguyễn Sĩ với lại giáo xứ chợ Đuổi. Nói chung Sài Gòn mà sau cơn mưa thì những người buôn bán ngoài đường thế này te tua chịu mưa luôn. Ở đây những cô bán bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn là một món ăn mà giới trẻ rất là thích, ngay cả bạn đồng nhỏ cũng rất là thích. Những cô bán ở lề đường thế này nè, ở dưới vỉa hè
dù trời nắng hay mưa, dù nước có ngập thì Tintin nó vẫn thích. Bên đây là con đường Lê Lai, cặp bên hông khách sạn New World cũng như là công viên 23 tháng 9. Lúc nãy em định về sớm đi bộ một vòng, sẵn quay vài hình ảnh khu này gửi anh chị, nhưng mà thấy trời mưa rồi làm biến luôn. Trên đường về quay xíu, quay phim bây giờ giống như là một cái thói quen, đi đâu quay đó, không quay lại buồn. Bên cạnh trái chúng ta đó là khu vực nhà thờ Quận Sĩ, đường Bùi Chu cũng như là Tôn Thất Tùng này đấy, khuôn viên nhà thờ buổi tối này. Đường Bùi Chu đi thẳng ra Hồng Thập Tự cũng như là Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây chúng ta thấy bắt đầu đi vào những cái shop thời trang, shop hàng hiệu, nhưng mà rất là vắng, rất là ế luôn. Đã vậy gặp thêm chiều mưa nữa. Ở đây rất là đẹp, trang trí rất là hoành tráng, nhưng mà đi đâu cũng thấy một hình ảnh rất là quen thuộc, đó là cho thuê mặt bằng nhà hàng Dinh Ký ở đây đó. Nhà hàng Dinh Ký vẫn còn, nhưng mà không có đông lắm, vài khách lưa thưa thôi. Đó, shop Hoàng Phúc, một trong những shop rất là lớn ở Sài Gòn, nhưng mà dạo này thì shop này, hệ thống này cũng nói chung cũng khó khăn rồi. Em thấy cũng mấy chỗ cũng dẹp hết trơn rồi. Nhà hàng chai tạm đóng cửa trong mùa dịch. Có lẽ chủ nhà người ta không tính tiền á, cho mấy tháng á, nên nhà hàng nghỉ luôn. Nhìn thấy phố thời trang mà vậy là không ổn rồi. Bây giờ những mặt bằng ở đây rất là mắc, nên thành ra những shop ở đây bán đồ giá phải thật là cao thì mới đủ cái chi phí. Mà thời buổi này thì người ta đi mua đồ mấy chục ngàn không à. Có đâu có bao nhiêu người mua đồ hiệu. Thậm chí trước đó thì người ta cũng có mua, nhưng mà một bộ đồ có thể mặc cỡ năm trời mới hư luôn, nếu mà đồ hiệu. Như em mua cái một bộ đồ, một cái quần jean 500-700 ngàn, hơn 700 ngàn đến 1 triệu, thì có thể là mặc cả năm nó mới hư luôn. Mà đâu phải người ta mua một cái, trước đó thì có thể là mua 5-7 cái, 6-7 cái, nên nhà lúc nào cũng có đồ. Đóng cửa nữa nè. Nhà cho thuê không thể nào khác hơn. Nhưng mà hy vọng là cái sự khủng hoảng này nó sẽ sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Chứ suốt ngày chúng ta như thế này hoài cũng quải luôn á. Cuộc sống phải có khúc này lúc kia. Hy vọng là cái lúc kia nó sẽ sớm đến và lúc này nó sẽ sớm đi. Và anh chị có dịp về Sài Gòn, chúng ta cùng đi lang thang, cùng ăn uống, đi đây đi đó một cách thoải mái hơn. Chắc lẽ chị hôm nay là người ta bán, nói chung bán được á, nhưng mà tại vì mưa đó, mưa ở đầu giờ, ra có những người ta không dọn hàng ra luôn, hoặc là đang dọn hàng rồi lỡ cỡ rồi người ta để luôn á chứ.
nhưng mà bán không được, chắc cái xíu nữa ta cũng dọn thôi. Rồi và đây là con đường Nguyễn Thái Học đi thẳng về cầu Ông Lạnh, chợ Cầu Muối. Và video đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh Sài Gòn về đêm, phố thời trang, cũng như những khu xóm mà chị cô chú mình đã từng sinh ra và lớn lên, và hôm nay chúng ta lại nhìn thấy nó về đêm như thế nào ha. Mặc dù những hình ảnh buổi tối không rõ, nhưng mà hy vọng là anh chị cô chú mình cũng hình dung được khung cảnh Sài Gòn về đêm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.